Ukraine tuyên bố phản công, giành lại nửa Severodonetsk. Giới chức địa phương nói rằng quân đội Ukraine đã tổ chức phản công, đẩy lùi lực lượng Nga để giành lại 50% thành phố Severodonetsk, miền đông nước này. Quân đội Ukraine đã thực sự kiểm soát lại một nửa Severodonetsk và đang tiến về phía trước, Thống đốc Lugansk Serhiy Gaidai đăng trên Telegram hôm 5 tháng 6. Nếu thông tin được xác nhận, đó sẽ là bước tiến quan trọng trong nỗ lực phản công của quân đội Ukraine, những người trước đó gần như thất thủ khi lực lượng Nga kiểm soát tới 80% đô thị này. Gaidai cảnh báo lực lượng Nga sẽ dốc toàn lực để chiếm hoàn toàn thành phố chiến lược Severodonetsk trong vài ngày tới, với chiến thuật sử dụng hỏa lực pháo binh để bẻ gãy sức kháng cự của đối phương. Họ không còn chiến thuật nào khác. Thống đốc Lugansk nói. Họ không thể chiến đấu theo cách khác. Lực lượng Nga gần đây áp dụng chiến thuật mới ở miền đông Ukraine, tận dụng tối đa hỏa lực pháo binh chút xuống các khu vực nghi ngờ có vị trí phòng thủ của đối phương. Sau khi pháo chuyển làn, trinh sát Nga cùng xe tăng, thiết giáp sẽ thận trọng tiến lên, tiếp tục nổ súng vào các mục tiêu nghi ngờ. Nếu quân đội Ukraine bắn trả, họ sẽ để lộ vị trí phòng thủ. Khi đó, trinh sát, thiết giáp Nga rút lui, chỉ thị mục tiêu cho pháo binh tầm xa tiếp tục dập xuống nhằm đè bẹp sức kháng cự của lính Ukraine. Với chiến thuật này, Nga được cho là tiến thêm khoảng 500 mét ở Severodonetsk mỗi ngày. Severodonetsk và thành phố Lysychansk là hai trong số những cứ điểm cuối cùng của quân đội Ukraine ở tỉnh Lugansk. Nếu kiểm soát thành phố này, Nga sẽ có bàn đạp quan trọng để tiến công sang phía tây và nhắm vào Kramatorsk, nơi có bộ tư lệnh quân sự vùng Donbas của Ukraine. Quân đội Nga cuối tuần qua thông báo một số đơn vị Ukraine kháng cự ở thành phố Severodonetsk thuộc tỉnh Lugansk đã bắt đầu rút lui sau khi gánh chịu tổn thất nghiêm trọng. Tuy nhiên, phía Nga thừa nhận một số đơn vị Ukraine vẫn tiếp tục bám trụ trong Severodonetsk. Có thể bao gồm một số quân nhân còn lại của Trung đoàn lính dù đột kích 79 và một số thành viên lực lượng dân quân Ukraine. Hiện chưa rõ lực lượng nào của quân đội Ukraine đang tiến hành đợt phản công ở Severodonetsk. Quân đội Nga chưa bình luận về tuyên bố của Thống đốc Gaidai. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine hôm nay cho biết lực lượng Nga đang tìm cách tràn vào hai quận Bilohorivka và Mykolaivka ở ngoại ô Severodonetsk nhưng hứng chịu tổn thất nặng nề về binh lực và khí tài. Quân đội Ukraine nói rằng nếu họ để mất hai quận Bilohorivka và Mykolaivka, thành phố Severodonetsk sẽ bị bao vây hoàn toàn. Sau hơn 100 ngày chiến sự, giao tranh diễn ra dữ dội ở khu vực Donbas, miền đông Ukraine, khi Nga và phe ly khai dồn lực lượng nhằm kiểm soát thành phố Severodonetsk, cũng như đẩy mạnh đà tiến ở phía bắc sông Donetsk và có thể tấn công thành phố Slovyan, tỉnh Donetsk. Bộ Quốc phòng Anh hôm 3 tháng 6 nhận định lực lượng Nga đang đạt thành công chiến thuật ở đông Ukraine và có thể kiểm soát hoàn toàn tỉnh Lugansk trong 2 tuần. Tuy nhiên, Ukraine khẳng định họ đang kháng cự quyết liệt. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 5 tháng 6 tới thăm các binh sĩ Ukraine phòng thủ tại tỉnh Lugansk và Donetsk, cũng như thành phố Zaporizhia thuộc tỉnh cùng tên. Tôi tự hào về những người mà tôi đã gặp, bắt tay, trò chuyện và ủng hộ. Một số vũ khí đã được chuyển cho quân đội, song tôi sẽ không nói chi tiết. Ông cho hay. Hôm nay, Campuchia đã tiến hành cuộc bầu cử ủy viên hội đồng xã phường lần thứ 5, với gần 24.000 điểm bầu cử trên cả nước được mở từ 7 giờ sáng. Hơn 9 triệu cử tri Campuchia đã đi bỏ phiếu bầu chọn ra các ủy viên hội đồng xã phường mới, từ hơn 86.000 ứng cử viên thuộc 17 chính đảng. Các điểm bỏ phiếu mở cửa đến 3 giờ chiều cùng ngày. Quá trình bỏ phiếu ở thủ đô Phnom Penh diễn ra trong không khí trật tự, bài bản, dưới sự bảo vệ an ninh nghiêm ngặt của các cơ quan chức năng. Khoảng 75.000 giám sát viên cả trong nước và quốc tế đã tham gia giám sát cuộc bầu cử, cùng với hơn 800 nhà báo đăng ký đưa tin về sự kiện. Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia sẽ công bố kết quả bầu cử chính thức vào ngày 26 tháng 6 tới. Hàn Quốc và Nhật Bản cho biết, sáng mùng 5 tháng 6, Triều Tiên đã phóng loạt tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông. Đây là lần phóng thứ 18 của Triều Tiên từ đầu năm đến nay và là vụ phóng thứ 3 kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhậm chức hôm 10 tháng 5 vừa qua. Theo thông tin từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, Triều Tiên đã phóng tới 8 tên lửa đạn đạo tầm ngắn tại 8 địa điểm khác nhau. Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc đã họp khẩn và Tổng thống Yoon Suk-yeol chỉ thị các quan chức nước này duy trì tư thế sẵn sàng và phối hợp phòng thủ chung giữa Hàn Quốc và Mỹ, bao gồm các cuộc tập trận phòng thủ tên lửa.
Cũng trong ngày 5 tháng 6, các phái viên hạt nhân hàng đầu của Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành cuộc họp khẩn ở thủ đô Seoul. Nước Mỹ tiếp tục chứng kiến các vụ nổ súng khiến nhiều người thiệt mạng. Trưa ngày 5 tháng 6 giờ Việt Nam, ít nhất 3 người đã thiệt mạng và hơn 10 người khác bị thương trong vụ xả súng xảy ra ở Philadelphia, thành phố lớn nhất bang Pennsylvania, miền đông nước Mỹ. Một đối tượng đã nã súng vào đám đông hàng trăm người trên phố South Street đang tụ tập vui chơi dịp cuối tuần. Đối tượng vẫn chưa bị bắt giữ. Cảnh sát thành phố Philadelphia khuyến cáo người dân tránh đến khu vực xảy ra xả súng. Trước đó, một vụ nổ súng đã xảy ra tại khu vực Chester thuộc bang Virginia, khiến một người thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Truyền thông địa phương cho biết vụ nổ súng xảy ra trong một buổi tiệc. Hiện nguyên nhân các vụ việc đang được cảnh sát điều tra làm rõ. Những tuần gần đây, nước Mỹ liên tục rúng động vì những vụ xả súng thương tâm, trong đó có một vụ tại bang Texas đã khiến 19 trẻ em và 2 giáo viên thiệt mạng. Chiều 5 tháng 6, tàu vũ trụ Thần Châu 14 của Trung Quốc đã kết nối thành công với tổ hợp mô-đun Trung tâm Thiên Hòa, tàu chở hàng Thiên Châu 3 và tàu chở hàng Thiên Châu 4. Theo thông báo của cơ quan vũ trụ có người lái Trung Quốc, tàu Thần Châu 14 đã cập bến thành công vào lúc 17:42 ngày 5 tháng 6 giờ Bắc Kinh, tức 16:42 giờ Hà Nội, sau 6 lần thay đổi quỹ đạo bay. Toàn bộ quá trình diễn ra trong khoảng 7 giờ. Trước đó cùng ngày, Trung Quốc đã phóng tàu vũ trụ Thần Châu 14, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung để thực hiện sứ mệnh kéo dài 6 tháng. Theo kế hoạch, 3 nhà du hành này sẽ phối hợp với Trung tâm Kiểm soát trên mặt đất để hoàn thành việc lắp ráp và xây dựng Thiên Cung từ trạm vũ trụ chỉ có một mô-đun thành một phòng thí nghiệm vũ trụ quốc gia gồm 3 mô-đun: Thiên Hòa, Vấn Thiên và Mộng Thiên. Thưa quý vị và các bạn, đối mặt với làn sóng đô thị hóa thì nhiều quốc gia do không đủ khả năng tự cung tự cấp nên buộc phải nhập khẩu thêm nhiều lương thực và luôn phải lo lắng về tình trạng bị gián đoạn nguồn cung. Để khắc phục vấn đề mất an ninh lương thực này thì giải pháp được nhiều nước tìm đến chính là tạo ra đất nông nghiệp bền vững ở nơi chúng ta sinh sống. Singapore là một trong những quốc gia đi đầu trong xu hướng này. Cô Pui đã tự tay làm phân bón hữu cơ trong 8 năm qua. Cô thu thập chất thải thực phẩm từ các khu chợ và bã cà phê từ nhà hàng, sau đó tiến hành ủ phân bón. Về cơ bản, mọi thứ được ủ tại đây sẽ biến thành thức ăn cho vi khuẩn hiếu khí. Sau đó, một khi nhiệt được tạo ra, chúng sẽ bắt đầu nóng lên trong vài tuần tới. Và chỉ mất khoảng 3 tuần, chúng tôi sẽ thu hoạch được phân bón hữu cơ. Cô cùng các đồng sự đã tạo ra dự án Black Gold, làm cầu nối giữa những người làm phân bón hữu cơ với những người có rác thải thực phẩm. Dự án này đã nhận được sự quan tâm từ đông đảo người dân Singapore trong những năm gần đây. Chính phủ đã khuyến khích cộng đồng làm phân bón hữu cơ. Có rất nhiều người quan tâm đã đến gặp tôi và nói rằng không biết ủ phân như thế nào. Họ muốn được trông thấy quá trình tôi làm để xem liệu nó có mùi hay không. Ở quy mô lớn hơn, nhiều tổ chức kinh doanh xã hội đã tiến hành canh tác bền vững và cung cấp sản phẩm nông nghiệp cho các doanh nghiệp khác. Và Edible Garden City đã gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực này. Đây là một lĩnh vực đem lại nhiều lợi ích chung, nhưng cũng đặt ra thách thức. Đó là suy nghĩ của tôi khi quyết định rời khỏi cuộc sống làm công ăn lương bình thường và chuyển sang lĩnh vực phát triển bền vững. Và tôi hiểu rằng lĩnh vực này khá khó tiếp cận đối với những người mới bắt đầu. Vì vậy, chúng tôi cố gắng hỗ trợ họ từ cách chọn hạt giống đến phương thức trồng trọt và thu hoạch. Ban đầu, chủ yếu là những người cao tuổi đã nghỉ hưu, dành nhiều sự quan tâm đến nông nghiệp đô thị. Nhưng giờ đây, lĩnh vực này đã trở nên thu hút hơn đối với giới trẻ. Khi xu hướng thực phẩm toàn cầu xuất hiện, phong trào từ trang trại đến bàn ăn bắt đầu từ phía Bắc toàn cầu, chúng tôi nhận thấy có nhiều người trẻ tuổi đã đăng ký tham gia khóa học. Công ty cũng đã giành được giải thưởng Tổng thống Singapore về môi trường vào năm 2021 cho công trình thiết kế khu vườn trên mái cho các tòa nhà địa phương. Ngày càng có nhiều mái nhà xanh xuất hiện, nhiều tòa nhà có cả mặt tiền xanh nữa. Chúng ta chỉ cần thay đổi tư duy về cách sản xuất thực phẩm trong chính những không gian này. Ông hy vọng rằng mô hình nông nghiệp đô thị sẽ không chỉ được phát triển tại Singapore mà còn có thể được nhân rộng trên phạm vi toàn cầu.
Cũng như nhiều quốc gia tại khu vực Đông Nam Á thì Malaysia được bao phủ bởi những cánh rừng mưa nhiệt đới đa dạng sinh học. Thế nhưng từ năm 2001 đến nay thì nước này đã bị mất tới 29% độ che phủ rừng do tình trạng chặt phá tràn lan, đẩy nhiều loài thực vật quý hiếm vào nguy cơ tuyệt chủng. Và trước thực trạng đó thì một nhiếp ảnh gia tại bang Terengganu của Malaysia đã tìm cách bảo tồn các loài thực vật quý này ngay trong chính khu vườn của nhà mình. Đội chiếc mũ bèo xanh, mặc chiếc áo phông với khẩu hiệu về tình trạng mất đa dạng sinh học, kẻ giết người thầm lặng. Nhiếp ảnh gia Suzari Zakaria chính là người đã biến khoảng sân sau nhà mình thành một nơi bảo tồn hàng nghìn loài thực vật đang bị đe dọa, chủ yếu là các loài lan rừng quý hiếm. Vị nhiếp ảnh gia 46 tuổi này nảy sinh tình yêu với lan và các loài thực vật khác trong chuyến công tác cách đây 7 năm, khi anh tới một khu vực hoang tàn với nhiều loài thực vật đang chết dần vì nạn chặt phá rừng. Một trong những lý do tôi bảo vệ các loài thực vật, nhất là lan rừng, là bởi khi đến các khu vực đó, tôi thấy rất nhiều loài lan và các loài thực vật khác đang khô héo dần. Tôi cảm thấy thật tiếc nếu cứ để tình trạng đó diễn ra. Vì thế, tôi đã quyết tâm phải cứu chúng, đưa chúng về và trồng lại. Đây cũng là cách để tôi có thể bảo vệ các loài thực vật khác tại Terengganu. Đến nay, khu vườn của anh Suzari đã có hơn 2.000 loài thực vật, trong đó có hơn 200 loài lan rừng. Không chỉ giúp bảo tồn nhiều loài thực vật trước nguy cơ tuyệt chủng, đây còn là kho tàng phong phú, phục vụ hoạt động nghiên cứu.